Tối ngày 23 tháng 11 năm 2023, công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ một người chết tại chung cư trên đường D1, phường Linh Tây, thành phố Thủ Đức. Nạn nhân được xác định là nữ giới, 27 tuổi, quê ở tỉnh Đắk Lắc, là cư dân mới của chung cư này. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ cùng ngày, bảo vệ trung cư đang đi tuần tra thì tá hỏa phát hiện một người nằm bất động tại ban công ở tầng 4, tại hiện trường có vết máu. Ngay lập tức, nhân viên bảo vệ liền báo tin cho lực lượng chức năng, công an thành phố Thủ Đức nhanh chóng đến phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan. Được biết, nạn nhân là cư dân vừa chuyển đến trung cư được khoảng một tuần, sống cùng gia đình tại tầng 9. Người thân của nạn nhân sau đó cũng đến cung cấp thông tin. Đến hơn 21 giờ cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường đã hoàn tất, vụ việc đang được công an thành phố Thủ Đức tiếp tục điều tra làm rõ.